là trận đấu giữa Tuấn Lâm và Cẩu Bình bắt đầu. Không, dạ, dạ, ở. Không, Tuấn bị chấp được chấp trái. Dạ, Tuấn luôn. Tuấn được chấp trái mà. Đó. Cái gì? Tuấn với Bình được chấp trái. Tuấn với Bình được chấp trái. Tại lâu ngày nó không chơi. Nói cho em đi nghỉ chơi, cái tháng quá rồi mà sẽ được chấp trái.